ba cái nhóm người mà bạn không nên dành thời gian nhiều nếu như bạn trở nên thành công. Thứ nhất là nhóm người đổ lỗi, họ là một nạn nhân, họ luôn nói rằng là tại người khác mà họ bị như vậy. Và bạn hãy đoán xem nếu bạn ở gần họ thì họ có đổ lỗi cho bạn không? Bạn có thấy một triệu phú doanh nhân thành công nào mà suốt ngày đổ lỗi cho người khác không ạ? Và nhóm người số 2 là nhóm than vãn. Người than vãn là do họ luôn tập trung vào những điều mà họ không thích, họ không muốn, họ luôn tập trung vào những điều họ không có. Họ cứ than hoài, than nghèo kể khổ. Có một người chồng rồi vẫn cứ than người chồng nó không tốt. Có vợ rồi vẫn than là vợ mình không tốt. Vẫn có tiền ăn uống đầy đủ, vẫn than nghèo. Có nhà cửa, có xe cộ đàng hoàng nhưng mà vẫn than là thiếu thốn. Cái gì cũng than là làm không tốt. Và gây ra cũng có chuyện để mà than. Cái cuộc đời này bao nhiêu cái thứ tệ, cái thứ tệ nó ập đến lên người của họ. Và nếu như bạn cứ tiếp xúc với họ thì bạn sẽ trở thành một cái thỏi nam châm hút rắc rối vấn đề đến với mình luôn. Kinh khủng hơn là nhóm người số 3, đó là nhóm người Covid mạng. Đây là một nhóm người không hề an toàn. Bạn phải cách ly càng sớm càng tốt. Nếu như bạn muốn biết cái nhóm người Covid mạng như thế nào thì bạn có thể xem video kế tiếp của Thảo. Ba cái nhóm người than vãn đổ lỗi.